khoảnh khắc hậu đậu để đời của dàn mỹ nhân Việt. Lynk Lee tông thẳng vào cửa kính, đau điếng vẫn phải cười duyên chữa quê. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Diệu Nhi vụng về đụng đâu hỏng đó bị chính anh Tú chê thẳng mặt. Mai Ngô viral khắp cõi mạng vì một pha té ghế chân thực nhưng chẳng ai chê. Thi thoảng những mỹ nhân Vbiz lại có những khoảnh khắc vụng về, hậu đậu khiến họ không biết giấu mặt đi đâu, nhưng khán giả thì chỉ thấy đáng yêu quá trời mà thôi. Lynk Lee. Nhìn vào giao diện ai cũng thấy Lynk Lee yểu điệu, xinh xắn, đáng yêu quá trời, nhưng mới đây cô nàng vừa bị bóc trần thêm một nét đặc trưng nữa đó là hậu đậu. Ai đời lại mặc váy xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, ký tặng fan thật là thần thái, xong sau đó bước đi uyển chuyển rồi đi nhầm lối cái là lao thẳng vào tấm kính luôn. Chắc hẳn lúc đó cô nàng đau lắm đấy nhưng vẫn phải cố nhịn để tìm lối đi đúng. Biểu cảm của Lynk Lee lúc biết mình đi nhầm cương lắm nhé. Cô nàng vẫy vẫy tay như em bé vậy, chắc đây là cách chữa quê đó mọi người, không được chọc người ta nha. DJ Mie Mie là một cô gái hài hước, hay bày trò quay clip tấu hài mang tiếng cười đến cho mọi người. Cô nàng ghi điểm ở sự tự nhiên không hề cố tình diễn, và đôi khi Mie còn để lộ sự hậu đậu vô cùng đáng yêu của mình khiến cho khán giả càng thích hơn. Chẳng hạn cầm nắm cũng không chắc, để cho đồ vật va vào mặt, hay bày đặt chơi trò tách kẹo đường theo Squid Game, mà chơi có một chút là bể nát cả cái kẹo rồi bỏ cuộc luôn, khỏi chơi nữa chứ sao giờ. Xong rồi cầm cái bánh cũng không nên, làm rớt xong méo mặt. Có lần cô nàng review một đôi dép mà ta nói xỏ được chân vào, đứng được vững đã là cả vấn đề rồi, xong chật qua chật lại một hồi cũng không đi được, phán câu ai mà cuộc đời bằng phẳng quá thì mua về đi cho nó trông chênh, không ai mượn review luôn á. Diệu Nhi là mỹ nhân vừa đáng yêu vừa mặn mòi và siêu lầy lội trong Vbiz, đây cũng chính là điểm hút fan ấy. Cô nàng cũng có chút hậu đậu vụng về nữa nhé. Điều này đã bị chính anh chồng đẹp trai anh Tú bóc ngay trên sóng truyền hình khi cả hai cùng tham gia show Lữ Khách 24 giờ cách đây 7 năm. Thời điểm đó, Diệu Nhi ở nhờ nhà người dân và làm việc phụ giúp họ. Cô nàng được trải nghiệm làm phục vụ nhưng lúc thì làm đổ bịch cháo, khi thì lại quên cho lươn vào cháo để bán cho khách. Nhưng mà chê thì chê vậy thôi chứ anh Tú vẫn mê Diệu Nhi nha, lúc nào chẳng cưng chiều, có khi ở nhà Nhi chẳng cần phải bước vào bếp đâu, Tú lo hết đấy. Ngô Thanh Vân. Đàn nữ Ngô Thanh Vân từ xưa đến nay luôn giữ hình tượng cực ngầu từ trong phim ra đến ngoài đời. Ấy vậy mà sau khi lấy chồng rồi thì chuyển hẳn sang vai người vợ hậu đậu không biết nấu chỉ biết ăn, được anh chồng điển trai nấu cho toàn món ngon thôi. Có clip chị đẹp ngồi chỉ đường cho anh chồng lái xe mà nhìn trái thì kêu rẽ phải, xoay mòng mòng khiến anh chồng nổi giận quyết định tự xem tự đi luôn. Không biết những khoảnh khắc này có thật 100% hay không, nhưng hình ảnh Ngô Thanh Vân hậu đậu thế này cũng đáng yêu lắm nha. Fan cực thích và mong được thấy những khoảnh khắc như thế này mãi của chị đẹp. Mai Ngô. Bình thường Mai Ngô rất thần thái, luôn xuất hiện sang trọng và nổi bật ở bất cứ đâu, thế nhưng cô nàng cũng có một mặt rất đáng yêu khác, đó chính là chân thật với cảm xúc. Ai theo dõi Mai Ngô đều biết tại Miss International Queen năm 2023, cô nàng là huấn luyện viên cho các ứng viên hoa hậu, và đêm chung kết khi học sinh của mình đăng quang thì Mai Ngô đã quá vui mừng mà mất kiểm soát đến té ghế. Khoảnh khắc hậu đậu này của nàng Á quân The New Mentor đã viral khắp cõi mạng vì siêu cưng luôn đấy. Thi thoảng Mai Ngô không vào mút nghiêm túc cũng vẫn hút fan ầm ầm nha.